Xin chào mọi người. Thì video này chúng ta tìm hiểu về cổ phiếu HSG, công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, niêm yết ở HOSE. Thì cổ phiếu HSG năm nay có thể được lọt vào cái top gọi là rất đáng chú ý, có thể gọi là siêu cổ phiếu rồi. Vì sao gọi là siêu cổ phiếu thì có lẽ là chúng ta sẽ để ý ngay về cái mức giá hồi phục của nó. Tính từ tháng 3 tới giờ, đầu tháng 4 và bây giờ là cuối tháng 6, thì phiên thứ 6 tuần trước Hoa Sen đóng cửa ở mức 12.250 đồng, giao dịch 8.277.000 cổ, nước ngoài bán gần 1 triệu. Nhưng với cái thanh khoản của Hoa Sen bây giờ thì cái khối lượng bán ròng của nước ngoài này thì thực sự cũng không có nhiều ý nghĩa, vì mình nghĩ là cái lượng cầu của nhà đầu tư trong nước và cái tổ chức trong nước thì họ ấy đã làm chủ hoàn toàn ở cái con Hoa Sen Group này rồi. Thì Hoa Sen hiện tại nó có thể gọi là một trong những cái cổ phiếu đáng chú ý nhất thị trường tại thời điểm hiện tại. Và nó vẫn đang lừng lững đi lên bất chấp thị trường điều chỉnh, bất chấp biến động của thị trường. Thì bây giờ mình mở một cái chart kỹ thuật của Hoa Sen Group để chúng ta xem là nó như thế nào. Thì đây là một cái chart kỹ thuật của Hoa Sen với biểu đồ nến nhật cột khối lượng, 4 đường MA, đường MA 20, MA 50, MA 100 và MA 200. Thì nhìn như thế này là chúng ta đã biết là nó đẹp đẹp tới mức như thế nào rồi. Thì tính thời điểm giá cổ phiếu Hoa Sen tạo đáy ngày 31 tháng 3 năm 2020 và cái giá cao nhất của Hoa Sen trong cái phiên thứ 6 ngày 26 tháng 6 năm 2020 thì Hoa Sen đã có mức hồi phục về giá tính về phần trăm là khoảng 207% rồi. Một cái mức hồi phục xét về cái góc độ giá là cực kỳ ấn tượng. Và bất cứ nhà đầu tư nào tham gia cổ phiếu Hoa Sen này ở bất cứ thời điểm nào trước thời điểm 26 tháng 6 này thì đều đã có quà và có lợi nhuận nhất định. Thì tổng cộng cái cổ phiếu này nó có 13 tuần tăng giá rồi. Và cái mô hình tăng giá và cái chart kỹ thuật của Hoa Sen Group thì rất đẹp. Và với cái biến động tăng giá hồi phục và lừng lững đi lên như thế này thì một cái kịch bản rất lạc quan ở cái cổ phiếu này là từ giờ là 26 tháng 6 đến cái thời điểm gọi là kết thúc năm tài chính của Hoa Sen là tháng 9 năm 2020 và có khả năng là đến đại hội cổ đông của Hoa Sen Group thì một cái mức giá cao hơn cái mức giá thời điểm hiện tại ngày 26 tháng 6 là mình nghĩ chắc chắn là hoàn toàn có thể đối với cái cổ phiếu Hoa Sen này. Thì giá hồi phục tốt, doanh nghiệp liên tục bơm tin tốt ra và cái khối lượng giao dịch là rất ấn tượng. Thì đó là một cái cổ phiếu cực mạnh của thị trường ở cái thời điểm hiện tại và cực kỳ đáng chú ý. Thì với cái diễn biến giá của Hoa Sen thế này thì chỉ có một câu là chỉnh là mua thôi.
không có cái vấn đề gì phải là phải lăn tăn với hoa sen cả. Cái vấn đề là tùy mỗi cá nhân tham gia với cái tỷ lệ phần trăm tài khoản bao nhiêu và cái quản lý rủi ro của mỗi cá nhân thôi. Vì tính từ cái thời điểm trước ngày 26 tháng 6 này tới cái thời điểm đầu tháng 4 thì tham gia bất cứ thời điểm nào thì hoa sen nó đều mang lại một cái lợi nhuận nhất định và rất tốt đối với nhà đầu tư. Và một cái kịch bản hoàn toàn lạc quan đối với cái cổ phiếu hoa sen này tới cuối năm tài chính của nó là mình nghĩ là hoàn toàn chắc chắn rồi. Nó sẽ không dừng lại ở cái mức hồi phục giá 200% tính từ ngày 26 tháng 6 mà hoàn toàn có thể đi xa hơn. Có thể là tới 300% hoặc hơn. Thì với cái hoàn cảnh hết sức thận trọng của thị trường hiện tại với đa phần cổ phiếu sau một nhịp hồi như sau một nhịp hồi phục giá từ đầu tháng 4 đến giờ và nhiều cổ phiếu đã có cái chart kỹ thuật nó tương đối xấu thì Hoa Sen Group thì vẫn là một cái cổ phiếu rất đẹp trong cái bối cảnh thị trường hiện tại. Thì xem xét tham gia giao dịch cổ phiếu Hoa Sen là hoàn toàn là một cái lựa chọn không tồi trong cái thời điểm hiện tại của thị trường. Cái vấn đề là chúng ta tham gia bao nhiêu phần trăm để đảm bảo cái tỷ lệ rủi ro có thể chấp nhận được của mỗi cá nhân thôi. Vì dù sao đi nữa là nó cũng tăng hồi phục khoảng độ 200% rồi. Thì đó là một cái con số để mà thận trọng cũng như là để mà hy vọng vào một cái mức lợi nhuận trong tương lai mà hoa cổ phiếu này nó sẽ mang lại. Thì với cái hệ thống quản lý kinh doanh của Hoa Sen ấy, thì kết thúc mỗi tháng ấy, là họ có thể thống kê được ước lượng được cái tình hình kinh doanh của họ ấy rồi. Thì đó là một cái điểm rất đặc biệt của Hoa Sen này. Họ quản lý cái hệ thống quản lý kinh doanh của họ ấy rất hay ở chỗ đó. Thì xét về góc độ kỹ thuật mình chỉ có một 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 ý là nó rất đẹp thôi, không có gì để chê ở cái cổ phiếu này cả. Cái khối lượng giao dịch thanh khoản cũng rất tốt và tin tốt liên tục được bơm ra, chủ tịch cũng tung hứng rất là nhịp nhàng với lại cái diễn biến giá của thị trường và tin tốt doanh nghiệp đưa ra. Kỹ thuật thì không có ai có thể chê được Hoa Sen rồi. Vấn đề là có giao dịch hay không thôi. Thanh khoản giao dịch của Hoa Sen rất tốt. Thì cái video này nó chỉ có mấy phút thôi mọi người. Thì mình nói ngắn gọn nó đúc kết là như vậy. Khối lượng giao dịch rất tốt. Chat kỹ thuật rất tốt. Tin tức doanh nghiệp đưa ra rất tốt, báo cáo lợi nhuận tăng từng tháng, từng quý. Tin tốt liên tục được bơm ra. Thì quá nhiều tin tốt đưa ra như vậy thì mục đích cuối cùng là cũng là để gọi là hỗ trợ cái vấn đề giao dịch và cái diễn biến giá của cổ phiếu Hoa Sen thôi. Chứ không có một cái vấn đề lăn tăn gì ở đây trong cái vấn đề gọi là thuyết âm mưu của Hoa Sen cả. Thì đó là một cái điểm rất đáng lưu ý đối với mọi người trong cái thời điểm thị trường hiện tại. Với cái vấn đề băn khoăn lựa chọn cổ phiếu nào để giao dịch thì Hoa Sen hoàn toàn là một cái lựa chọn có thể gọi là đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Chính là mua và vẫn đang lừng lững đi lên tăng. Có 13 tuần tăng liên tiếp rồi. Hàng loạt những thống kê rất đẹp của cổ phiếu Hoa Sen. Thì mọi người có thể cân nhắc để xem xét giao dịch Hoa Sen trong thời gian sắp tới. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.